hỏi những gì con thắc mắc. Còn người khác muốn gì hỏi đến chùa, mà đến hỏi lễ phép, càng thắc mắc này kia chùa thầy nói đến nhưng mà đến bằng cái tâm, nhưng mà đến lại ngã mạng mày đạo khác đâu, khờ tu không phải đạo Phật, không đều Phật đấy đây làm gì. Rồi hai đến từ thiện mà không thấy cho cái gì mà kêu từ thiện, hú đòn từ thiện mà tao thấy không có quà cáp gì mà hôm mà cho chùa cái gì mà làm từ thiện. Ha, mày lấy của mày hô cái này phần cho chùa, cái mày cho chỗ khác lại thăm chùa chụp qua hình xong rồi hô mày trao cho chùa rồi hả? Lừa con, nhiều khi xin trung tâm này mà đi cho trung tâm khác. Thầy nước lòng đi, thầy để ngủ. Ừ. Mắm nóng ăn ngon nè ha. Ừ. Vì sao mua cứ hâm lại cái ăn này. Ừ. Nước này kính qua cái nước này chưa gì lọc ra. Thì ăn này thì sẽ còn sức ăn bánh canh không? Ăn được mai ăn. Mai ăn cũng được. À, khuya ha, ngủ á không? Trước khi vô ngủ ăn cái làm béo phì luôn. Ừ. Mấy đoàn Phật tử hôm bữa đến vui ghê thầy. Ừ. Phật tử Kiên Giang á. Không tu không có gì vui. Mà đến thăm chùa là cảm ơn thầy. Ừ. Hoặc thành tâm. Đó cúng nhiều á, thành tâm. Mình tu mình cũng không nói điều đó được. Họ có làm phước là mình cảm ơn, là mình hưởng công đức thì cầu cho họ mạnh khỏe, làm ăn giàu có thôi. Ừ. Chúc phúc quá. Gặp cái hôm vui, ham vui quá, ham vui quá ra đời kìa, ăn cơm, chùa không có chỗ ăn chơi, đến chùa Minh Hạnh đi đón tiếp, có làm phước. Nói giờ thầy cũng đang muốn mua 4 cái tủ phá giam nhà. Để giấy tờ để đồ từng phòng, có để giấy tờ với quần áo rồi khách nữa, nếu mình quay coi tủ để quần áo, mấy cái tủ quần áo để 8 triệu 10 mấy triệu luôn, còn mua cái tủ này có 3 triệu à, nó rẻ, mình để quần áo họ tiếp được, bữa vô cũng ấy mình để rồi cô chưa đệ tử thầy để qua không, để đồ triển lãm giấy tờ tiền bằng hai tương những đồ cổ luôn, ở đồ rim này mua thầy
thấy chưa, là còn trắng à. Này con to, cực kỳ to, con to hè ăn không nổi lông con này, sao hình hình vậy ta. Nó mà đúng quá 21 ngày nó bị úng, nó bị mùi à, kêu bằng kêu hộp kính gì phải không, kêu trứng ung. Thấy tội ca sĩ Nguyễn Chí Lâm mới có 44 tuổi mà đạt giải quán quân đài truyền hình, không biết bệnh gì mà chết tội. Không ngủ, đúng là ca sĩ, nhiều ca sĩ ta ở như Úc Bình Lan, nhiều ca sĩ người ta sống 80 mấy 90, nhiều ca sĩ sống khổ mà sao nhiều ca sĩ sống trẻ, thấy cũng thấy không, mỗi người có phước, nổi tiếng rồi hát hay nữa mà chết. Cảm ơn sư cô nè, con thấy bà lịnh thịnh, già trước tuổi, thấy bà bệnh lại đen vậy. Thầy thấy thầy ăn mà thầy có tâm trạng gì không thầy? Trạng gì đâu, giờ em cho no đỡ đói, chờ ăn trưa nè, giờ là hẹn ăn trưa luôn à. Dạ. Em nói mày lên mua tao cũng đợi, tao không ăn nè. Dạ. Nếu sau ngày nay mày không lên, mày hứa lẹo là tao đói cái ngày mà tao chết là cho mày, mày giết tao. Đâu, chết hứa. Đói. Đó, hứa với thầy phải lên, vậy là tranh thủ đó, chạy nhanh đó thầy. Chứ chạy dưới thành phố lên nó xa lắm á. Cứ tại nói với thầy trước rồi ta. Nó lên thì tranh thủ lên với thầy thì chờ. Ăn hết luôn thầy. Cái ăn hết luôn chứ. Ít mà. Này mua bún đậu mắm tôm nó thầy ngán quá rồi con ơi. Cúng hoặc cúng gì ăn đó. Yeah. Thầy đã ăn gần hết bún đậu mắm tôm. Sáng đi xuống thành phố thầy ra ăn gì chưa thầy? Gì? Sáng đi xuống đó thầy ra ăn gì chưa? Ăn rồi, sáng ăn bánh bao. À. Bánh bao trứng cút. Bánh bao 2 trứng à? Ừ, 2 trứng. Chỉ ăn uống bơm bột cộng. Hồi nãy vậy thầy quốc lộn bột cộng nữa. Ăn bún đậm mắm tôm nữa. Đúng hổm thì thầy gỡ kiển thì nó chê xấu. Yeah. Hôm Tết. Yeah. Giờ ngày cho buông quá bán quán cái cần cái kiển cho đẹp. Lúc thì cần. Nó là cho kiển giờ không tin bỏ tiền mua không? Thấy nhỏ nhỏ vậy không phải rẻ đâu. Ủa thầy rồi mai thầy đi công việc gì nữa thầy? Gì? Cuối tuần á. Ừ. Cuối tuần thầy đi gì mà thầy đi liên tiếp 2 ngày dữ vậy? Ừ. Còn cho dưới trồng cây kiển hỏi thầy cái nào trong mát trong nắng đẹp cỡ nào, nhưng mà cây trong mát đem mình nắng nó chết. Còn cây trong ngoài nắng, chiều ngoài nắng mà đem vô mát là bữa nó cùi nó chết. À. Ủa lạ đó thầy.
Ở hết chậu nào lấy đi 4-5 chậu gì nữa cũng được nữa. Vậy là cũng no rồi. Ừ. Thấy thôi, khai em. Ủa no rồi thầy. No rồi.